Nhìn thấy gì qua ống nhòm nhỉ? Anh em muốn biết không? Hãy cùng mình quan sát cùng với em ống nhòm bedroom một mắt này nhé. À, phía trước chúng ta là một số cái tòa chung cư cao tầng. Và mình đang đứng ở vị trí cách khoảng 1,5 km. À, theo đường chim bay, à, chúng ta có thể thấy là không thể nhìn rõ được là những cái dòng chữ cụ thể ở trên những cái tòa chung cư đấy là như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng test nhìn qua ống nhòm xem nó như thế nào nhé. Chúng ta đang nhìn rất là rõ cái dòng chữ ở trên trung cư dòng chữ Vinaconex 2. À, khi mà quan sát qua ống nhòm thì hình ảnh rất là sắc nét và chúng ta có thể nhìn rõ được từng cái cục nóng điều hòa đang để ở bên ngoài của các cái căn hộ trên trung cư đó. Ta sẽ cùng quay qua một chút để xem một số cái hình ảnh khác, nhìn cực kỳ là sắc nét luôn. Đó. Đây là điều bình thường mà mắt thường chúng ta rất là khó có thể quan sát được Từng chiếc lá luôn Mình so sánh trực tiếp cho em thấy sự khác biệt Khi mà mình nhìn trực tiếp Và mình nhìn qua cái ống nhòm ấy, Anh em có thể thấy là khi mà nhìn trực tiếp thì mình có Không thể nhìn xa và nó rất là mờ nhưng mà khi nhìn qua ống nhòm thì hình ảnh cực kỳ đẹp và sắc nét Sắp tách Ống nhòm chuyên dụng số 1 Việt Nam